Chào mừng các bạn đến với tiết học đầu tiên của mùa 2. Vâng, đấu trường chân lý chúng ta tiếp tục có thêm những sự update. Ôi, ping có vẻ cao. Ping có vẻ cao rồi. Chết oeo rồi. Tạo ra một con rồng lấy là may mắn đầu game cái. Đấy. Ê, 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 ê. Có người cày từ sáng nha, cà khịa nha. À, ông Virus má cày suốt từ sáng giờ, mình vừa mới on được cái cà khịa mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chính thức hiển thị lại top nha các bạn. Ngày hôm nay chúng ta chính thức sẽ hiển thị lại top để xem là ngày hôm nay thì chúng ta có thể cày được top mấy trong cái con đường leo lên tới thách đấu. Ý hi. Nãy xem Virus chơi ngáo quá cáu kinh à? À có thể là Virus đánh ấy thì hay, nhưng mà vào thách vào rank này đang hơi run tí các bạn nhá. Anh em bình tĩnh cho Virus làm quen tí là ok. Virus nói chung là chơi rất là hay. Tiếp tục với chi tiết cập nhật nào. Yorick. Yorick bị giảm à? Olaf. Olaf lại giảm à? Malphite tăng à? Sinh. Sinh bị giảm à? Ồ, Sinh bị giảm nhiều quá nhở. Arik tăng. Ôi, Team Băng đấy. Team Băng giảm đấy. Team Băng giảm, găng tay giảm, nỏ xét giảm, giáp thần không thể hồi phục cũng bị giảm luôn. À, không thể hồi phục trong khoảng gian hồi sinh. Như vậy là các bạn cần phải xem xét cái combo Dây Chuyền Tội và giáp thần bây giờ bị nớp rồi nha. Rồi chúng ta không nên dùng Dây Chuyền Tội và giáp thần nữa nha. Thế nên là nếu thế thì bây giờ nếu chúng ta lắp Dây Chuyền Tội thì ôi kiếm khách ánh sáng cái gì sớm thế. Ôi chắc bản này mình không chơi ánh sáng đâu, mình không thích chơi ánh sáng lắm rồi. Bây giờ lại còn ra ánh sáng nữa, bết mình thì mình càng không chơi. Mình không thích bị lừa các bạn ạ. Con Jack thì có thể chơi được đấu sĩ, còn Aatrox thì có thể chơi được kiếm khách. Lấy 10 tiền đấy các bạn. Mandaha, Maokai. Mãnh thú cuồng chiến, mãnh thú cóc mo 2. Muốn tham một con này cũng khó nữa. Đất pháp sư. Rồi, hai tanker. Team này là team mạnh no hope à. Đánh thì chỉ vào khiên. Ê. Rồi. Đánh chỉ vào khiên các bạn ơi. Muốn đồ hơi sớm, mình không muốn lấy. Hơi phí tiền. Ô. Oh. Mình có 3 triệu hồi rồi nha. Mình có 2 bóng tối 3 triệu hồi rồi nha. Đây. Con này đang cầm một cái cung. Có thể là hơi phí. Có thể là mình sẽ bán con này đi để lấy cái cung cho con Kindred. Mình sẽ chơi tạm là thử là 2 bóng tối xem sao. Mình sẽ chơi 2 bóng tối thì mình không chơi 3 bóng tối nữa. Lắp một cái cung cho con này luôn. Ôi gặp ngay Vladimir, chịu chết. Hy vọng giết được 1-2 con là được rồi. Các bạn này chơi Snowball. Không sao cả, đối với mình ấy, 3 cái round đầu tiên này thua nó chả có ý nghĩa gì cả. Bởi vì máu lúc đầu mất cũng không nhiều cho lắm. Rồi sau đấy nếu ta đi chợ về mà chúng ta cảm giác rằng đội hình của chúng ta đi chợ được đồ ngon và có thể up được level ấy, lúc đấy mình sẽ up level.
À, hiện giờ mình đang có hai cái cung, một cái găng tay, đúng không? Chào Quang Huy nha. Cảm ơn Phan Quốc Thịnh. Nếu như tôi này có King Red thì là mình sẽ lấy King Red. Tôi đi chợ ấy, mà có King Red thì mình sẽ lấy King Red. Yasuo, có liên quan gì đến bóng tối không? Án mẹ luôn. Vì nó không liên quan gì đến bóng tối cả. Xung quanh mạnh chỉ toàn là tối ấy. Maokai và ba con triệu hồi đi. Thôi yếu lắm. Maokai và ba con bóng tối tốt hơn. Bỏ hai con Braum này nói chung là mình cũng thấy hơi phí. Nhưng mà mình tạm thời định hình được một cái lối chơi cơ bản của mình rồi. Thế nên mình sẽ để đấy, mình sẽ không cần phải quá tham việc chuyển build sớm để làm gì cả. Rồi, con đầu tiên không gọi được đệ chết. Rồi, ok, giết được con này. Con Rekton counter cứng của Mazaha nha. Bỏ qua luôn. Ok. Chúng ta đi chợ đầu tiên. Cần phải để ý là những gì? Kindred này, nước mắt này. Kindred, nước mắt, một găng tay nữa cũng được này. Kindred, nước mắt và găng tay. Bác sĩ lựa chọn hàng đầu. Ok, mình muốn lấy Sion quá à. Chắc mình sẽ lấy găng tay đi. Mình sẽ lấy găng tay trước để cho con tanh của mình có đồ. Season 2 thì những bài nào leo rank ok? Rồi, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem là season 2 thì bài nào leo rank ok ngày hôm nay nha. Cho nên ngày hôm nay thì mình chưa xác định được là chúng ta có cái bài nào ok cả. Đấy, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem là bài nào sẽ là ổn áp, được chưa? Mình chưa biết mà, mình đã chơi được trận nào đâu mà các bạn hỏi mình như thật vậy. Đậu xanh mình cũng ngu. Ngu lắm các bạn ơi. Rồi mình sẽ lấy găng tay luôn cho Maokai đi. Cho Maokai luôn. Bắt thêm con này nữa. Nhầm. Mình sẽ đổi con này vào, bán này đi, lấy cái đại bác cho con này. Sau này mình không nghĩ là nên up level vội. Thực ra thì nếu up cũng được, cho được con LeBlanc vào. Thôi chúng ta đánh chuỗi thua đến turn chúng ta đánh chuỗi thua đến thêm một turn nữa cũng được. Đến turn 2.7 cũng được. Turn này turn nữa chúng ta thua. Maokai ra đồ cũng được, cũng không đến nỗi là chúng ta bị thua nặng đâu. Mà khi chúng ta còn thắng cơ, đúng không? Đó, khi chúng ta còn thắng cơ. Như vậy là chúng ta tiết kiệm được 1 đồng. Quá đỉnh, chúng ta tiết kiệm được 1 đồng mà chúng ta vẫn thắng. Quá đỉnh. Thực ra việc để ở level thấp này sẽ giúp cho mình dễ có con Zyra hơn các bạn ạ. Mình đang thực sự muốn có con Zyra trước. Còn nếu không ý, mình up level 5 rồi sau đấy mình up level 6. Mình sẽ để là hai bóng tối 3 triệu hồi luôn. Đó, các bạn thấy chuẩn bài chưa? Con Neko nữa này, đó. Như vậy chúng ta có thể bỏ con LeBlanc đi luôn. Bây mình sẽ up level. Mình bắt đầu lấy chuỗi thắng được rồi. Chả việc gì chúng ta không lấy cả. Hợp lý. Còn nếu không thì sẽ là như thế này. Và như thế này. Cũng ổn áp luôn, được chưa? Phiếu gió. Để vào đây luôn, chả sợ. Bùm, bùm. Nếu mà mình để đội hình như này thì có thể sẽ giúp cho mình tiết kiệm được kinh tế bằng cách là bán đi Maokai này, bán đi Ivern này, bán đi con O này luôn này. Đó, mình sẽ tiết kiệm được kinh tế. Hơn sau mình sẽ up level 6, rồi mình sẽ cho con Neko vào, được luôn. Rồi up level lại thua ấy. Không up còn thắng chứ up level là gặp ngay quái vật. 3 này, 4 này. Tiết kiệm tiền, tôi sẽ lên level các bạn ạ. Tôi này ta lên level nha. Đấy được hạng rồi các bạn ơi, chúng ta đang, mình đang chơi xếp hạng đây. Đó, tiếp tục. Ô, oh, chết, queo. Tôi này tôi quái, mình đếm nhầm. Không sao, mình lỡ ấn tăng một lần kinh nghiệm thôi. Mình cũng chờ ấn 2 lần. Vẫn đủ tiền mua con này. Cú áp chó đến từ mạnh mơ màng nha. Maokai đồ không hề liên quan tí nào cả. Ê, có khi nào một cú đấm của Maokai lại hồi được nhiều máu hơn ông ta? Bởi vì nó có cái crit phép này này.
Có thể à? Game bây giờ rất là căng, mức độ snowball của tất cả các anh em bây giờ đánh đều rất là hard. Để xem là có ai để level 4 để hypro không nhá. Đây có một bạn này, hypro đánh sáng thì phải. Bạn này 1 2 3 4 5 đúng không? Bạn này level 5, bạn này cũng level 4 này, bạn này cũng có thể hypro này. Đấy, 2 cộng là 35 cộng với tiền vừa rồi của mình là chưa đủ lên level đúng không? Thôi cũng may. Chúng ta có con này hơi sớm này, chúng ta cần phải cân nhắc xài luôn đấy. Mình sẽ thay nó cho con lèn này. Như vậy là mình có 3 lửa. Mình có 3 tối 3 lửa. Bài của mình bây giờ khá căng. Mình thấy rằng bài của mình bây giờ là khá căng. Khá khó thua. Mình bị phí một ô gió, chả sao cả. Chả lẽ lại cho con chả lẽ lại cho con Annie lên đấy ăn gió đúng không? Thế thì lại liều quá. Chú săn mồi vẫn cứ là khỏe. Rất may là Annie đã kịp gọi một chú gấu cute rồi. Cockmo ghép rất nhiều đồ, ghép full đồ luôn. Các bạn thấy mức độ snowball chưa? Tất cả các nhà đều cố gắng snowball nhau bằng cách là đắp hết đồ vào người. Vì thế nên việc chúng ta bắt buộc phải lên level là điều nên xảy ra. Đấy, các bạn nhìn này, level 5 full tiền. Rất ghê. Nhà nào cũng thích đánh snowball các bạn ạ. Nhà nào cũng thích đánh snowball hết. Rồi, còn chúng ta thì cứ tằng tằng thôi. Bắt được cái gì chúng ta lên cái đấy. Rất ngon là chúng ta bắt được một con Annie. Đấy, để vào ô gió luôn vậy. Nhìn nó đỡ tiếc vậy. Đây đi, được chưa? Cho Annie có tí mít đi, được chưa? Nuôi dưỡng Kindred đi. Lên level 7 thì mình sẽ roll Kindred 2. Ồ, nhà này 2 pro đánh sáng này. 2 pro đánh sáng mà win trick thì tôi chịu rồi, ông quá đỏ rồi. Nhà top 2 gặp nhà top 1. Bọn này gặp con ấy của mình vẫn toang. Gặp con ấy của mình này. Con cú gấu cú lìn của mình vẫn toang. Mình có hai con Annie rồi nha, không đùa được với mạnh đâu. Bỏ Zyra đi các bạn, bắt Zyra làm gì? Zyra bỏ bây giờ mà. Mình cứ tưởng các bạn xui mình làm cái gì, hóa ra các bạn xui mình bắt Annie, bỏ tay. Thích tiền up level anh em ơi. Con củ lìn Mao Kai thì cứ ra cái đồ này hoài vậy. Mình đổi cả đây nha. Ông này 2 pro này, Mao Kai sắp 3 này. Thì mẹ ghê nha. Mình đổi Zara vào góc để con Zara sẽ chịu đam của con đấy. Chắc mình bỏ Nazir đây luôn á. Mình bỏ Nazir đây luôn á. Ông ơi, bài căng quá. Bài toàn level 2, bài căng quá. Bài tất cả là level 2 luôn. Bài căng quá cả nồi. Chơi với idol. Rồi, gấu đấm đau, vớ vẩn mạnh đủ được. Ôi, mình khỏe quá các bạn ơi, mình khỏe quá. Mình không muốn bán đi để đủ lợi tức. Bài đang ok, đang tiết kiệm được thì mình không muốn bán. Trời, thế mà mạnh vẫn đủ được. Có một cái kháng phép trên có một cái phép trên người con Kindred đúng không? Check các nhà bắt Kindred nào. Không có này. 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 Ok, rất ngon cho mạnh. Mạnh đang cần một cái gì nhỉ? Mạnh đang cần một cái Malphite đi. Cầm một cái Malphite cho chất đi. Lắm tiền nhiều của. Thế mình bán Mao Kai đi, mình chuyển đồ cho con Sion. Khi mà Sion mình lên 2 level 7 mình mới roll. Chúng ta không roll level 6, phí tiền. Malphite này có thể bán hoặc giữ.
Mình sẽ roll nhẹ một cái để giữ nguyên trick. Wow! Đó là một cú roll chất lượng. Đây là một cú roll chất lượng nha, lên là Kindred 2 rất chất lượng. Team này thực ra không dùng nhiều skill lắm, thế nên là mình cũng không cần phải lắp cái nỏ set vào làm gì cả. Rồi hay quá. CC được Kindred rồi, à Olaf rồi. Cho Olaf nó tốn thời gian tí. Bản này Olaf cũng bị giảm sức mạnh khá khá nha. Các bạn không cần phải quá e ngại nó đâu. Rồi, nhưng con Kindred của mình bắn hai cái chết con Olaf phải ngay mà. Một cái chết luôn. Mấy cái cây gánh team mà không thèm up cho up level thôi. Cho nó up làm gì pa? Cái này chúng ta không nên cho nó up, chúng ta cứ để nó đấy. Chúng ta tiêu tiền vừa đủ để giữ được máu. Cái mình cần không phải là win streak. Mình ở đây may mắn có được win streak, nhưng cái mình cần không phải là win streak các bạn ạ. Đấy. Cái gì đến thì chúng ta để nó đến, còn chúng ta không cần win streak để làm gì cả. Chúng ta cần tiền. Tất nhiên là win streak cũng có thể đem tới tiền, nhưng mà nó bị phí lợi tức thì không nên. Nói chung là mình, tư tưởng của mình là lợi tức là trên hết. Đấy, tên này mình bắt Nautilus thì nó là một nước, có thể là một nước đi lùi đấy. Rồi, gặp một ông bài cương rồi. Ông này bắt mất con Sion 2 của mình. Sion tụ. Rồi, không kịp luôn, bị silent. Vẫn thắng. Bài khỏe quá. Như các bạn thấy đấy, bóng tối bị giảm sức mạnh thì vẫn chưa ăn thua lắm. Nó vẫn không đủ làm bóng tối yếu đi. Rồi, giống con chém gió này, bài rừng tự nhiên hai pro này. Cháy rồi. Ba bóng tối, lên level thêm Vega vào, 4 bóng tối. 4 bóng tối vẫn đủ 3 triệu hồi, quá đẹp. Level chúng ta roll có tỷ lệ được Sion 2 này, Annie 2 này, đó. Thế là ok rồi. Rồi sau đấy chúng ta có thể bỏ con này đi, bắt con gì cũng được. Sau bóng tối, làm gì có 6 bóng tối à bạn? Chỉ có 4 bóng tối thôi. Varus kìa, không, mình không bắt Varus làm gì cả. Thêm con Vega vào đã, để nó đủ 4 bóng tối đi đã. Con này cho cầm cái mũ luôn. Malphite lên 2 sẽ xài. Mình không muốn để mất lượng win streak bây giờ nữa nên mình phải lắp đồ. Một tôi lắp đồ không ngon lắm đâu, mình không thích cái huyết kiếm cho này lắm, mình thích kiếm súng hack tech hơn. Thực sự là mình thích kiếm súng hack tech cho Kindred hơn. Đi về luck là 6 rồi nhưng mà nó không có off 6 bóng tối các bạn ơi. Chúng ta không có off 6 bóng tối, chúng ta chỉ có off 4 bóng tối thôi. Hiểu không? Chúng ta chỉ có off 4 bóng tối là tối đa rồi. Mình muốn roll lại con Annie và con Malphite. Ok, chúng ta có Annie 2. Mình sẽ bỏ Yorick đi à? Roll không ra Sion, chắc mình bỏ Yorick đi á. Cứ tạm thời thế này đã nhá. Cứ tạm thời như này đã, Annie 2 đang rất khỏe rồi. Chúng ta chưa thua được, chúng ta chưa thể thua được với con Annie 2. Mình sẽ để con Yorick để tí thay con Zyra.
Như thế mình sẽ mất lửa. Và mình chắc là phải chấp nhận việc bị mất lửa đi thôi. Giữ lửa nó cũng không imba bằng việc là mất lửa nhưng lại có được con Jorick, bởi vì con Jorick nó rất là ghê. Hai BF ra cái lưỡi gươm tử thần ấy, gươm tử thần. Support mình bằng cách like, chia sẻ livestream anh em nha. Ok, chúng ta bắt đầu tích lợi tức tiếp. Tiếp tục tích lợi tức. Rồi, chúng ta cùng check nha. Olaf 2 nè. Ok, bài này vẫn trong tầm kiểm soát bởi vì con này heal thì bị con Kindred counter. Bài này có thể là kiểm soát được. Không có gì. Không có gì. Bài này hơi nặng. The fuck? Không có một con Sion nào trên bản đồ nhưng mình không roll ra Sion. Hơi bực mình. Hơi bực mình nhá, nhắc lại là hơi bực mình thôi. Đấy, vừa nói bài này xong mình gặp bài này luôn. Ô, chết rồi, em nhầm con rồi. Rồi, hất được. Rồi, gọi thêm unit ra câu giờ đi. Rồi, thua rồi, thua rồi, thua rồi, thua. Mạnh thua rồi các bạn ạ. Mạnh thua đứt đuôi rồi. Ôi, giết được Vega rồi, thắng rồi. Oh yeah, chúng ta vẫn win. Tưởng như thua mà lại không thua các bạn ạ. Tưởng thua mà lại win, tưởng win mà lại thua. Cái gươm tử thần con huyết kiếm nhở cũng không ngon hơn đâu, bởi vì trong trường hợp này nó có cái kháng phép cho con kinh vẹt đấy. À, nãy giờ thì mình thấy meta còn hyper được không em, hay bây giờ chơi tích tiền? Vẫn hyper được anh ạ, meta này vẫn hyper roll được, nhưng mà em đang chơi theo kiểu tích tiền thôi. Chúng ta còn thừa một cái BF, như vậy chúng ta cần một cái giáp nữa thôi. Mất cái giáp rồi, mất con Janna, mất nốt cái giáp còn lại. Rồi bắt con Sion thì vẫn được. Ờ, kiểu súng tách bây giờ mới có này. Thôi mình bắt con Sion nhé. Rồi, ông lấy gậy quá khổ thì ông lấy đi, gớm. Ông tin pháp sư mà. Tôi biết mà. Ông tin pháp sư ông lấy kháng phép là gì? Rồi, chúng ta thanh lý luôn con lầm lầm cái đi rồi. Xét đánh với team gì? Xét đánh với hộ vệ, ngon. Hello Quyết Tu nha, cảm ơn Quyết Tu đã donate cho mình sao nha. Cảm ơn bạn. Nói chung là mình thấy là mùa này nó không đi theo meta nữa. Điều đấy khiến cho tất cả những người chơi đều có thể xoay chuyển bài của mình một cách hợp lý theo cái hướng mà các bạn mong muốn và các bạn nhìn ra. Thế là mình không bị giới hạn trong cái phiên bản trước nữa, nó sẽ đẹp hơn nhiều. Chơi team xét biến gấu thành hộ vệ là ok, chuẩn. Rất khỏe, biến gấu thành hộ vệ để chơi team xét là một nước đi cực kỳ thông minh. Về sau biến Z. Ừ, chúng ta tích tiền tiếp. Tơn 4.7 rồi. Đấy. Hết tơn 4.6 này, 4.4, 4.7 mình nâng được level 2 lần. Đấy, tơn 4.8. À nhầm, 5, 5.1. Nếu như mình thích thì mình có thể lên level 8 luôn. Mình cho thêm unit vào. Nhưng mà nếu như mình tích được thì mình vẫn sẽ tích. Mình nghĩ là mình thích tích tiền hơn so với việc là phải bung tiền ở tơn 4.8. Mình cần một cái giáp thần cho con Annie. Mình cho con Annie giáp thần cũng được. Mình không cần con Sion này có giáp thần. Còn slot không anh, hôm nay đang đánh rank các bạn nhá. Hôm nay mùa giải mới rồi, mình đánh rank nên mình sẽ không mời ai cả. Anh em xem thì ủng hộ mình bằng cách là like, chia sẻ vậy thôi. Cho nên mình sẽ không mời ai cả nha. Các bạn có thể săn mình. Các bạn có thể săn mình. Rất dễ dàng. Ông ngoài chơi Braum bất tử, bó tay. Không sao, tôi có tipper để chơi ông rồi. Ông có Braum bất tử, tôi có tipper bất tử. Trời ơi, con Braum này thiếu cái giáp máu ô mốc nữa là thôi rồi đấy, khỏi chơi với nó luôn đấy. Chịu bạn đấy, bạn chơi quá đáng quá đấy.
Ôi các bạn ơi, bản này King Red 3 được buff sức mạnh nha. King Red 3 đang được buff sức mạnh, nhắc lại một lần nữa là đang được buff sức mạnh nha. Một con nữa nha. Vẫn không có con Sion. Đây, ông này có một con Sion. Thế mà mình vẫn không ra Sion. Ông này có một cái lốc. Ông này thì vừa gặp. Ông này có Master Yi, ông này có đang muốn chơi độc. Không được, còn lâu. Anh ra bên thần được cái gì lợi với anh? À thì nó thả được gấu thôi. Rồi một cái kháng phép nữa, vuốt rồng này. Ôi ra bên thần luôn. Perfect. Rồi ok, đồ rất chỉn chu. Không còn gì để mà chê nữa cả. Ôi Master Yi luôn. Mình muốn chắc chắn là con Annie sẽ thả được gấu để có thêm tanh thôi. Bây giờ mình còn 20 kinh nghiệm để lên. Các bạn nghĩ là mình có nên lên không? Mình cứ để tạm 5 bóng tối nhá. Xong mình sẽ lấy tiền để roll nhá. Sion 2. Mang ra 2 thêm một con nữa. Brand mình không cần lắm. Có thể bắt Brand. Bán này đi. Bắt Brand luôn. Ôi ôi. Chết tôi rồi đấy. Chết tôi rồi đấy. Tân Ron hơi ngu nhỉ. Tân Ron hơi tham con kinh rẹt nên là bắt hai kỳ rệt nè, có cái nghĩa lý gì không em ơi? Chả có cái nghĩa lý gì với việc em bắt được hai con kỳ rệt của anh cả. Oh shit, bạn kia bạn ấy còn dọa mình, anh ơi em bắt hai con kỳ rệt này nữa. Bạn tên là gì? Rồng con chém lửa. Rồi cứ giữ kỳ rệt đấy đi, giữ kỳ rệt ở đấy đi cho nó phí tiền đi. Rồi bây giờ nếu chúng ta ra Zana 2 thì ta sẽ xài Zana 2 luôn. Ăn đi nhiều ấy. Mình roll tuần này xong mình sẽ tích tiền lại. Ôi lắc tối là khẩn trương rồi đấy, là ship nhẹ cho bạn lắc rồi đấy. Đây rồi. Rồi bỏ lửa đi, bỏ lửa là giờ này là hợp lý rồi. Rồi mình thua team này rồi, team này khỏe quá. Bởi vì con Kit Red từ đầu đến cuối bắn vào con Brom nên là thua. Thôi chắc mình vẫn phải bỏ con này đi thôi, mình phải lấy cái team bí ẩn thôi. Mình phải lấy cái bí ẩn của con Zana, mình phải bỏ con lắc gió ấy thôi. Hoặc là để đến level 9 chúng ta mới dùng được con lắc gió. Bởi vì mình muốn dùng 4 bí ẩn hơn. Thật tình là mình bắt con Soraka vừa rồi mình dùng 4 bí ẩn hơn. Nhưng con này cũng được. Con này nó cũng ngon. Ôi trời ơi, các bạn để cho mình lên Master Yi 2 luôn. Free Master Yi 2. Không, mình sẽ bỏ lắc đi đấy. Free Master Yi 2. Xong game lại hẹn anh An với anh Virus chơi chung. Ôi, đánh cái này không đánh chung các bạn ơi. Mọi người đều không muốn đánh chung mà. Mình sẽ để cái này vào lấy bí ẩn tốt hơn.
Rồi là lúc một. Bỏ Annie thay bằng Yorick, lấy ra thần cho Zed. Ok. Vậy đi. Bỏ Annie, lấy Yorick thay ra thần cho Zed, đủ 3 triệu hồi. Đằng nào mình cũng mất lửa thì mình sẽ thay bằng Z, xong rồi nếu như mình có Lux Set mình sẽ dùng Lux Set. Được đấy, mình sẽ đi theo hướng đấy. Chú Adlai này bài khỏe quá, bài vừa cao tờ ấy, bài vừa thắng mình nhé. Còn lên level rồi các bạn này. Ui mà phải ra đồ kìa, vãi nồi. Mình vừa gặp thanh niên Google rồi, đúng không? Bây giờ có thể mình sẽ gặp thanh niên này. Siêu đã mãng xa máu cay. Olaf. Mình cho Master Yi với cả Kindred Focus cùng một cánh. Như này thì bọn nó sẽ dọn dẹp dần dần tiến vào trong. Ok. Bài Brom hộ vệ kia sợ bài này. Bạn Brom hộ vệ. Brom đi. Đi. Đi bé Brom rồi. Ôi lại còn thừa cả Master Yi ra nữa này. Quýt kiếm luôn này. Ui đồ kìa. À, đồ. À, ok. Solari này. Ôi bạn này gì khổng lồ ngon quá này. May mà con Vayne lắp full đồ rồi. Không thì chết. Mình không thay xoay để sang đập nữa. Tuần này mình không xoay kịp sang đập nữa rồi. Bởi vì xoay sang độc mình phải bỏ nhiều lắm. Ui dây chuyền chủ tội luôn. Không ra con này level 2 nhở? Ra này level 2 phát mình bán Ani luôn. Thôi mình nghĩ mình roll được ấy. Không thì hết cơ hội. Còn team kia là team... Ơi, team top 1 thì lại không phải là team... Team top 1 thì lại không phải là team đam phép. Thế nên là mình không cần phải xài con... xài đủ 4 bí ẩn. Mình chỉ lấy 2 bí ẩn thôi. Thôi là mình roll Yorick đi. Roll Z và Yorick. Game đầu tiên của trong giáo án học kỳ mới. Chào mừng các bạn
đến với học kỳ 1. Nhầm, học kỳ 2. Chị chào mừng các bạn đến với học kỳ 2 Đấu Trường Chân Lý cùng với Mạnh Mơ Mà. Và trận đầu tiên chúng ta đã được top 1 các bạn ạ. Thật tuyệt vời khi trận đầu tiên của season này chúng ta lại có một cái top 1 như thế này. Và chúng ta hãy cùng xem là chúng ta được rank gì. Chúng ta được sắt 1 cộng 101 điểm hả nào. Wow, cộng nhiều vậy. 101 điểm luôn hả? Ok là một trận rất đẹp. Bài của bạn top 2, 2 pro được Diana 3, Ven 3. Hơi đen là chỉ dừng lại hai con đấy. Nếu như bạn ấy lên được thêm thì chắc là lủng.